Grand Prix năm 2024 diễn ra là từ ngày 20 cho tới ngày 22 tháng 9, tức là từ thứ sáu cho tới chủ nhật tuần này tại cái đường đua Marina Bay tại Singapore. Như các bạn biết thì cái giải đua xe công thức 1 Singapore Airlines hay Singapore Grand Prix là một cái giải đua xe ban đêm đầu tiên trên thế giới, cho nên là cái số lượng fan hâm mộ từ khắp các quốc gia trên thế giới họ đổ về đây rất là đông. Mình và mẹ mình thì mua vé vào cái ngày đầu tiên của giải đấu, tức là vào ngày thứ sáu 20 tháng 9 ấy. Thông thường thì ngày này chỉ là ngày để các cái tay đua họ practice, tức là thực hành và làm quen với đường đua thôi, cùng với là phân loại vòng qualifying. Nhưng cái lượng khán giả đổ về trong cái ngày đầu tiên này rất là đông. Từ khoảng 1 giờ 45 phút là cái sự kiện này là họ đã mở cửa rồi. Nhưng hôm đó là mình khoảng 6 giờ tối mình mới tới nơi, nhưng mà khi mà đến nơi thì rất là đông rồi. Vào trong này thích nhất đó là nghe cái tiếng xe gầm rú, nó thực sự là như trong phim hành động luôn, và nó chỉ vèo cái 1 đến 2 giây sau là đã khỏi tầm mắt của người hâm mộ rồi. Vào trong này thì các bạn sẽ thấy là nó rất là rộng luôn, nó có rất nhiều khu zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 vân vân. Mình thì mua vé ở khu zone 4, cái loại vé là walk around. Cái loại này theo mình biết là cái loại vé rẻ nhất đấy. Một cái vé rẻ nhất trong cái ngày đầu tiên mình mua là giá 128 đô la Sing cho một người. Cái này các bạn chỉ được đi loanh quanh ở trong thôi chứ không được lên trên khán đài ngồi đâu. Nếu mà muốn lên trên khán đài ngồi thì sẽ cần mất loại vé nó có giá cao hơn. Ngoài ra cái phần quan trọng nhất đó trong cái buổi ngày thứ sáu hôm đầu tiên này đó là cái phần concert các bạn ạ. Thì trong cái ngày đầu tiên này họ có hai buổi concert ở tại khu vực zone 4, một là của cái ban nhạc Hon ở tại UK. Thì cái này đâu đó họ đã bắt đầu từ khoảng tầm 7-8 giờ tối là đã bắt đầu rồi, nhưng cái mà concert mà được nhiều người mong đợi nhất đó là cái concert của ban nhạc rất nổi tiếng One Republic. Thì cái này là bắt đầu vào từ 10 giờ 15 phút tối của ngày thứ sáu, thì mình cũng xem cả hai cái phần concert này luôn.
behind the curtain. This is a lap where the 57 is attacking, but I'm not sure it will necessarily be the lap time that Leah is looking for. No second fastest in the 2:05.208. Lazy just being eclipsed there by Abby Boyd. She's now to the lane in car 9. She just set the quickest lap. 2:04.662. That's the half time right now with 22 minutes remaining. Medical car driver has asked to give a shout out to a few people out there. So this is from the F1 medical car driver.